Đồng chí chuyển về đội cảnh sát môi trường đi. Đội phòng chống ma túy không chấp nhận dung túng một người như đồng chí. Đội trưởng, anh bình tĩnh nghe tôi giải thích đã. Tôi chỉ muốn tìm hiểu về mối tích của anh Quang, có liên quan tới tên quản lý kia hay không thôi. Tất cả mọi người ở đây đều muốn tìm anh Quang, nhưng mà cậu đã gây quá nhiều phiền phức. Nhưng chính vì đồng chí đã gây sự quá nhiều người, đồng chí còn làm mất công sức của đồng đội bỏ ra để minh oan cho đồng chí. Nhưng chuyện này chúng tôi tự nguyện mà đội trưởng. Đồng chí im đi. Dù có tự nguyện hay không thì cũng đã ảnh hưởng tới toàn đội rồi. Đồng chí đừng không mang anh Quang ra để che đậy cho cái sự ngu dốt háo thắng của mình. Anh nói ngu dốt hả? Tôi nói đồng chí ngu dốt háo thắng đó. Đồng chí đã làm bao nhiêu người bị liên lụy, tôi không chấp nhận một cấp dưới như đồng chí. Dù muốn dù không, đồng chí cũng phải bị huyên chuyển về chế độ cảnh sát môi trường. Còn anh thì sao? Biết bao nhiêu người bỏ mạng rồi, anh lấy tư cách gì nói tôi không xứng đáng trong đội phòng chống ma túy hả? Đồng chí Cường, không được lớn tiếng với đội trưởng. Đồng chí Cường, im đi. Ai chịu trách nhiệm cho cái chết người yêu của tôi? Nhưng mà anh đang sai đó. Hả? Anh, bạn gái của cậu chết, không có bằng chứng nào chứng minh là tôi phải chịu trách nhiệm. Có trách là trách cô ta. Tại sao đi tới một nơi quan vắng để tìm người bạn trai như cậu? Cô ta có rất nhiều hành động khả nghi. À, phải rồi, cái chết của Ngọc Nguyên, cậu là người đáng nghi nhất. Đồng chí Cường, anh không được làm như vậy. Mày không có tư cách nhắc tên Ngọc Nguyên. Cậu muốn ra. Đồng chí Cường, đội trưởng, bình tĩnh lại đi. Đồng chí làm gì vậy? Đồng chí làm gì vậy? Bình tĩnh lại đi, đội trưởng. Đội trưởng à, đồng chí Quyền Cường, đồng chí ra lại đi. Buông ra, đồng chí Cường, bình tĩnh lại đi. Buông ra, bình tĩnh lại đi. Đây là cơ quan mà, bình tĩnh lại đi. Chuyện gì vậy? Bình tĩnh lại. Thủ trưởng, thưa thủ trưởng, tôi chỉ tự về thôi. Đồng chí Cường, đồng chí bình tĩnh lại. Đồng chí Cường, nếu đồng chí không bình tĩnh lại thì tôi buộc lòng đưa ra hình thức kỷ luật cậu đó. Đồng chí Cường, buông tôi ra. Lại lại. Đúng, bản thân tôi, tôi cảm thấy bất tài, kém cỏi, mất hết niềm tin. Chúng ta không còn sức mạnh để bảo vệ công lý nữa. Thủ trưởng, ông muốn kỷ luật tôi hả? Không cần đâu, tôi xin tự chức. Anh Cường, bình tĩnh đã anh Cường. Đồng chí Cường, mong đội trưởng xem xét lại. Đội trưởng à, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Đồng chí Tường, đừng tin gì đồng chí Cường nữa. Để một cô gái làng chơi qua đêm và chết trong phòng của mình thì còn gì là danh dự của một cảnh sát nữa. Trời gì